xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Lần đầu tiên thì cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi kênh cũng như đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, những bộ cấu hình karaoke mới nhất, VIP nhất đến từ trung tâm điện tử Anh Phương. Ngày hôm nay thì anh Phương này rất là vinh dự đang được có mặt tại quê hương cổ Yên, Thái Nguyên để phối ghép một bộ karaoke Mỹ rất là VIP với mức đầu tư cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cái chất của nó mang lại thì chắc chắn rằng các bác xem video các bác sẽ cảm nhận được nó rất là hay. Một bộ cấu hình âm thanh ngày hôm nay với thiết kế một đôi TR125 Bass 40. Đấy, cái tem mà các bác đẩy những cái tem đầu tròn nhé. Không gian của khách của cô anh Hiếu này. Nhà mới tinh tình tình ghép thêm một bộ sản phẩm karaoke Mỹ nữa vào, trông nhà sang chảnh hẳn lên rồi. Đấy, những đôi loa ngày xưa mà lúc còn gọi là lúc còn cơ hàn ấy. Đấy, những đôi loa đấy là chúng ta cũng đã từng cùng ta chinh chiến bao nhiêu năm thì bây giờ cũng đã được nghỉ hưu để bổ sung vào đây những cái đôi loa cao cấp hơn. Điều này đánh dấu một cái bước ngoặt cũng như một cái sự phát triển trưởng thành của anh Hiếu nói riêng cũng như là tất cả gia đình đã cố gắng để chúng ta có một cuộc sống hoàn thiện hơn. Một con đẩy AP8004 hiện tại thì anh chưa chơi súp cho nên là con này sẽ có chế độ chờ để đánh súp. Mua một lần được mãi mãi về sau, đỡ phải thay đổi, đỡ phải tốn kém. Một con vang số đời cao ngất ngu của dòng X12 với Eco Cap được setup đo đạc tại nhà. Với không gian phòng nó rất là rộng như thế này, nếu như chúng ta mà không cân chỉnh đo đạc tại nhà thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó đang hụt một cái gì đó, nó đang thiếu cái gì đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là anh Phương rất là cẩn thận khi mà có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu đến đo đạc setup tại nhà để các bác có một bộ karaoke hoàn chỉnh với hai cái tiêu chí, đó là chơi hay, bày đẹp. Trong cái từ chơi đấy nó gồm có hai cái yêu cầu, đó là một là phải nghe nhạc sắc nét, tiếng bass mềm mại, tiếng chép nảy tơi. Đồng thời cái yêu cầu thứ hai đó là tiếng hát phải ngọt ngào, dễ hát, hút âm và đồng thời là phục vụ được đa số những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè. Một cái cấu hình âm thanh với mức đầu tư chỉ có 35 triệu đồng thôi các bác. 35 triệu đồng em bao cho các bác setup tại nhà. Không hay, không lấy tiền. Hàng zin nguyên bản 100% để các bác chơi và sử dụng lâu dài. Đấy, một lần nữa thì thay mặt cho trung tâm điện tử Anh Phương xin cảm ơn chú anh Hiếu, cảm ơn tới gia đình và cảm ơn tới tất cả các bác đã theo dõi cũng như đăng ký kênh. Mọi chi tiết phối ghép dàn karaoke thì hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971985555. Bây giờ mời các bác hãy dành vài phút để cùng lắng nghe cũng như cùng test phần karaoke với anh Phương và gửi lời chúc mừng tới chú anh Hiếu. Xin cảm ơn cả gia đình, xin chào tạm biệt. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu trái tim em.
quên.